sẽ bị biến chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Phêrô kéo người lại và can gián người rằng: lạy thầy, không thể thế được, thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cớ cho thầy vấp phải, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa mà chỉ hiểu biết những gì thuộc về loài người. Bây giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: nếu ai muốn theo thầy, hãy nhận bỏ mình đi và bác thập giá mình mà theo thầy. Vì chừng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đem mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lời cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người, và bây giờ người sẽ trả công cho mỗi người vì theo việc họ làm. Thầy bảo thật các con, trong những kẻ đang đứng đây có người sẽ không đến sự chết trước khi xem thấy con người đến trong nước người. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, cha tôi được bên luôn có thể một câu chuyện như thế này. Một vị linh sư Ấn Độ đang ngồi thịnh hiền bên bờ sông, thì có một chàng thanh niên ăn mặc bảnh bao đến xin làm lễ tịnh. Anh ta rón rén đến gần bên và đặt dưới chân vị linh sư hai viên kim cương lấp lánh như một lễ vật để xin nhập môn. Vị linh sư mở mắt thấy hai viên kim cương long lanh trước chân mình, chẳng nói một lời. Vị này cầm lấy một viên ném thẳng xuống sông. Hết sức ngỡ ngàng và tiếc nuối, chàng thanh niên nhảy bộ vội nhảy xuống sông và lặn xuống tận đáy, cố tình cho bằng được viên kim cương quý này. Thế nhưng chàng càng phi hôn suốt ngày, ngoi lên lặn xuống để tìm kiếm, viên kim cương vẫn biệt tăm. Chiều đến với vẻ mặt thất vọng, chàng đến gặp vị linh sư để xin ngài chỉ đích xác chỗ kim cương rơi xuống để anh tìm cho nghe. Bây giờ vị linh sư cầm lấy viên kim cương thứ hai ném xuống sông và nói: ta đã ném nó vào chỗ này, anh hãy lặn xuống mà tìm. Bây giờ anh chàng thanh niên mới giác ngộ, anh chợt hiểu ra rằng bài học vỡ lòng mà vị linh sư dạy là nếu anh muốn trở thành môn đệ của ngài thì điều kiện tiên quyết là phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự của mình. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô ngày hôm nay cũng muốn mỗi người chúng ta có ba hành động để bước theo Đức Giêsu Kitô, đi sát ngài bao có thể. Mà tin mừng Matthew ngày hôm nay đã dóng lên: từ bỏ mình, vác thập giá và bước theo Đức Giêsu. Từ bỏ là một quy luật, vì có nhiều cái nếu chúng ta không từ bỏ, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên nặng nề và không phát triển được, thậm chí cũng không thăng tiến, còn dẫn đến cái chết nữa là khác. Chỉ vài ví dụ đưa ra thôi, như từ bỏ một phần thân thể nếu nó đang bị hủy hoại và hư thôi, từ bỏ cái cũ kỹ thổ thủ cơ để canh tân và có cái mới cái đẹp. Mà giáo hội chúng ta đã có công đồng Vaticano thứ hai để canh tân cái cổ cũ, cái thủ cơ kia để có cái mới cái đẹp cho giáo hội hôm nay. Thậm chí còn phải từ bỏ hoàn toàn một vật, một đồ dùng, một dụng cụ khi không còn hữu hiệu, nếu sử dụng
nó sẽ gây ra tai họa. Theo Đức Giêsu Kitô, Ngài còn đòi chúng ta từ bỏ, quyết liệt hơn là từ bỏ cả mạng sống của mình để có được sự sống vĩnh cửu. Bởi lẽ ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và ai đánh mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì có được sự sống đời đời. Thì ra từ bỏ là một điều cần thiết trong cuộc sống, và từ bỏ theo Chúa Giêsu lại còn là đòi hỏi quyết liệt và một sự chọn lựa không có khập khiễng, chân này hay chân kia, vẹo bên phải hay quẹo bên trái. Thứ hai, vác thập giá. Người ta vẫn bảo rằng một hôm Đức Giêsu Kitô dẫn hai môn đệ trong số các môn đệ đến đầu đường, trao cho mỗi người một cây thánh giá giống nhau và bảo: mỗi người chúng con hãy vác thập giá của mình đi đến cuối đường trước mặt kia, thầy đợi các con ở đó. Hai môn đệ vâng lời, vác thập giá mình đi. Người thứ nhất vác một cách dễ dàng, chân nhanh bước, dường như thập giá không gây sự cản trở hay phiền hà gì cho anh. Chẳng bao lâu anh đã đến cuối đường, gặp Chúa đứng đợi ở đó, thầy trò gặp nhau tay bắt mặt. Người thứ hai vác đi một cách nặng nề, dường như chân anh bước đi không nổi. Anh vừa đi vừa than vãn, vừa khó chịu, vừa lầm rầm chửi rủa và còn ganh tị với anh bạn của mình. Cuối cùng anh cũng kéo lê thập giá tới chỗ Chúa Giêsu. Vừa gần ngày anh phàn nàn: Chúa bất công quá, Chúa trao cho con cây thánh giá quá nặng, còn trao cho anh kia cây thánh giá nhẹ hơn, nên anh đã đến trước con. Chúa Giêsu ôn tồn nhưng khuôn mặt buồn, Ngài đáp: Con ơi, thầy không đối xử bất công với con đâu. Cả hai thập giá đều giống nhau và nặng bằng nhau, không cây nào nhẹ hơn cả. Sở dĩ con cảm thấy nó quá nặng đối với con vì con không sẵn sàng chấp nhận. Suốt trên đường đi, con luôn than phiền trách móc, càng than trách thì thập giá càng trở nên nặng cho con. Và con đã vác đến trước vì tâm hồn đầy tràn yêu thương, hân hoan chấp nhận, vui vẻ tiến bước lên đường. Tình yêu, sự hoan lạc và đón nhận trong vui vẻ làm cho thập giá trở nên nhẹ nhàng. Vui lòng đón nhận và hân hoan các thập giá đời mình, thập giá sẽ trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu. Nếu ngược lại, nó sẽ nặng nề và làm cho chúng ta chán chường, ê chề và thất vọng. Đức Giêsu đã chẳng bảo rằng: hãy vác mang lấy ách của ta và gánh lấy gánh của ta, vì ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Chỉ có được sự êm ái và nhẹ nhàng khi chúng ta đón nhận trong tình yêu, sự hoan lạc và bình an tiến bước, và từ đó bước theo Đức Giêsu Kitô sát có thể. Bước theo Đức Giêsu là bước ngay sau vết chân của Ngài, nghĩa là vết chân của chúng ta phải đặt cho trên vết chân của Ngài. Đó là bước theo. Bước theo Chúa đặt chúng ta trước sự chọn lựa căn bản: theo Chúa hay theo thế gian, chọn ý Chúa hay chọn ý mình. Bước theo Chúa còn là gắn bó với một ngôi vị Thiên Chúa là Đức Giêsu, nhưng không dễ dàng gì vì chúng ta đang sống trong một thế giới đầy thách đố và khủng hoảng. Chúng ta dễ dàng bị cám dỗ cho mình có một lối đi thích hợp, rộng rãi, dễ dàng, không bị ép buộc trong một khuôn khổ, càng giảm bớt
thánh giá càng tốt. Là môn đệ của Chúa thì không thể chọn con đường nào khác ngoài con đường thập giá và bước theo Đức Giêsu. Chính đau khổ có giá trị đích thực và dệt nên sự hiện hữu tuyệt vời của các kỳ đồ hữu. Hãy bảo nhau và cùng nhau từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày và bước theo Đức Giêsu cho đến hơi thở.